Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là mình về một cái đàn Bega 5 cực kỳ đẹp luôn. Đấy ha. Đàn như mới nha mọi người. Mời mọi người xem ha. Đấy, đàn là như mới luôn nha. Đấy mọi người nhìn này. Đó, buổi tối như vậy là rất là đẹp rồi. Bây giờ mình xin phép share demo thử cho mọi người nghe âm thanh của nó. Và mình coi lại nha. Mọi người thấy ok cho mình một like nha. Cuối cùng mình cũng sẽ quay lại video cho các bạn xem nha. Thank you.
ok nhé mọi người, đàn nó như vậy đó. Mọi người lấy thì alo cho mình. Trước khi mà kết thúc cái video này thì mình xin phép quay lại cận cảnh cho mọi người xem lần nữa ha. Đấy, đàn nó đẹp như vậy đó. Đó, mọi người xem ha. Rất là mới luôn nha mọi người. Mọi người chỉ cần lấy về chơi thôi, không cần phải suy nghĩ nhiều. Chắc chắn là không cần phải suy nghĩ nhiều. Đấy, em để là 8.9 triệu, 8.9 triệu cho một cái đèn nguyên bản thế này. Đấy, anh chị em nào cần thì alo cho em. Nói chung là khó lắm mới gặp được một cây đẹp đẹp như vậy. Nhiều khi nói bán cũng rất tiếc. Nhiều anh em nói tiếc thì để đó mà làm của đi. Thì chắc là về nhiều khi mình trân quý cái điều gì thì mình nghĩ nó sẽ tới những điều tốt đẹp vậy thôi. Mặc dù cuộc sống còn rất là nhiều điều khó khăn và nhiều trắc trở, nhưng mình mong là các bạn sẽ hiểu và đồng hành với mình. Cảm ơn các bạn và anh chị em rất nhiều. Ok, có một lần nữa. Ok, out.